Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDI, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để liên tục những dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án có tên là Bitblock để chúng ta chia sẻ post giải thưởng là 56.000 token super. Đây là một cái dự án được liên kết giữa Bitblock và Bitcheck. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link chuyển giới phần mô tả video, sau đó các bạn điền tên và điền email. Và sau khi điền tên email, chúng ta sẽ đến bước tương tự như mình đang các bạn đang thấy trên màn hình. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên, đó là follow Twitter. Các bạn follow. Mở profile ra, copy username ngay tên ta. Trở lại đây thì chúng ta paste vào username Twitter phía dưới đây. Chọn I follow. Tiếp theo chúng ta retweet. Retweet và đính kèm thẻ test là Arup Hulicon. Nay chọn Cloutit. Đính kèm thẻ test này. Test người dùng. Test by username tester vào. Bấm đăng nút tít. Thì các bạn có thể tạo thành một list những cái username tester tương tự như mình bằng cách này. Các bạn thấy phía dưới những phần bình luận sẽ có những cái phần username các thứ đấy. Ta sẽ lấy những phần username này tạo thành một list cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự, chúng ta copy phần username ngay tên ta và chúng ta paste phần username phía dưới đây. Chọn retweet. Tiếp theo chúng ta follow kênh Twitter của Arup Unicorn, ở đây mình đã follow từ trước nhé. Chúng ta cũng sẽ gửi username của Twitter phía dưới đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ với Telegram, chúng ta join vào cái kênh Telegram, kênh thứ nhất này. Rồi sau đó các bạn điền username vào. Chọn ai join. Chúng ta sẽ mở vào kênh iLoop Unicorn. Ở đây chúng ta join và bình luận ở trong 3 bài đăng. Thì thực tế là các bạn không cần bình luận trong cả 3 bài đăng đâu. Chúng ta có thể bình luận trong một trong các cái bài đăng ở đây là được. Đây ví dụ như ở đây chúng ta có một cái bài đăng đây. Đấy, chúng ta vào bình luận tí thôi. Không cần thiết phải làm quá nhiều bài đăng. Ta gửi username của kênh Telegram ta phía dưới đây. Tiếp theo chúng ta sẽ join tiếp vào kênh channel và kênh group này. Ở đây mình đã join luôn rồi này. Nộp username lên. Tiếp theo join vào kênh channel của iLoop Unicorn. Và ta sẽ bình luận. Ta bình luận một chút vào đây. Ok. Nộp username này. Chúng ta đến nhiệm vụ tiếp theo là follow Facebook này. Rồi, tiếp theo follow Instagram và comment. Đơn giản. Follow. Ta comment với một bài đăng cũng được, không cần phải comment ở tất cả các bài đăng đâu. Rồi, chúng ta nộp username. Đối username thì các bạn thêm a còng về trước cho mình nhé. Join Discord và để lại một comment. Đặt ấn vào Set Invite. Tích và dấu tích ở đây này. Có một cái dấu tích là tích vào cho mình. Ok. Để lại một comment này. Ấn vào phần username này. Trở lại đây. Paste username Bitcode phía dưới đây. Bây giờ bước khai báo địa chỉ VTH nữa là xong. Ví các bạn dùng VTH ở trên chất Connect hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ VTH sau đó quay trở lại các page vào và confirm entry. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về chương trình Arup của dự án Bitblock, một dự án Arup mới với pool giải thưởng là 56.000 đô giá trị token MSB. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Chúng ta tiếp theo.